Kênh tạp chí online xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Chủ đề của video hôm nay là bài thuốc dân gian điều trị đau đầu cho bà bầu. Bị đau đầu lúc mang thai là một chứng bệnh điển hình của các bà bầu, dẫn tới cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Nếu như không chữa trị cẩn thận, các bà bầu có nguy cơ bị các bệnh lý nghiêm trọng như tiền sản giật là quá cao. Hãy cùng tạp chí online tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách chữa trị đau đầu cho bà bầu. Nguyên nhân bà bầu bị đau đầu. Nguyên nhân thứ nhất, lý do chính gây ra chứng đau đầu ở bà bầu là do ảnh hưởng của thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể. Khi nồng độ nội tiết tố tăng cao, các mạch máu co lại, cũng như dẫn tới việc hiện tượng là đau mệt, đau đầu và mệt mỏi. Hai, dấu hiệu từ các căn bệnh nội khoa như viêm xoang, nghẹt mũi, dị ứng cũng là nguyên nhân dẫn tới việc đau đầu. Nguyên nhân thứ ba, đau đầu khi mang thai ở 3 tháng cuối thai kỳ là do sự phát triển về trọng lượng của thai nhi đã làm cản trở quá trình lưu thông máu lên não, dẫn đến dấu hiệu đau đầu thường xuyên ở bà bầu. Thứ tư, bà bầu ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh, các tiếng ồn ào, khói bụi, kẹt xe gây ra tình trạng căng thẳng, mất ngủ dẫn đến tình trạng đau đầu. Thứ năm, chế độ dinh dưỡng thiếu chất, không lành mạnh cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới việc đau đầu của một số bà bầu. Và dưới đây thì mình sẽ chia sẻ ba bài thuốc dân gian để các mẹ tham khảo nhé. Bài thuốc thứ nhất đó là sử dụng tỏi. Tỏi là một phương thuốc trị đau đầu cảm cúm hiệu quả nhất trong đông y, được khuyên dùng cho phụ nữ mang thai bởi tính hiệu quả và an toàn khi dùng. Một số mẹ chỉ cần giá nạt 2 đến 3 tép tỏi và ngửi nhiều lần, hoặc muốn nhanh hơn có thể giá tỏi uống với nước. Thứ hai là gừng. Bên cạnh tỏi, gừng cũng là một vị thuốc giúp diệt khuẩn cũng như chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Một số mẹ có thể sử dụng 5g gừng tươi, thái nhỏ đun nóng cùng 2 cốc nước lọc rồi uống ngay lúc ấm sẽ làm giảm cơn đau đầu nhanh chóng. Thứ ba, lá ngải cứu kết hợp trứng gà cũng như đậu đen. Với bài thuốc này thì trước tiên các mẹ ngâm đậu đen trong nước đến lúc mềm rồi vớt ra. Kế đến thì mang đi đun sôi cùng ngải cứu cũng như trứng tới lúc chín dừ. Các bạn nhớ là chúng ta đun nhỏ lửa nhé. Sau đó ăn cả trứng và uống luôn nước. Và trên đó, trên đây là ba cái phương pháp dân gian được các mẹ áp dụng rất nhiều và rất là hiệu quả. Thì mình cũng chia sẻ để giúp các mẹ nào mà chưa biết đến cái phương pháp này mình sử dụng một cách hiệu quả và an toàn nhất. Chúc các mẹ có một cái thai kỳ khỏe mạnh và sinh con được mẹ tròn con vuông. Các bạn nhớ ấn like và chia sẻ video để các mẹ, một số mẹ chưa biết đến để chúng ta biết đến để xem video nhé. Các mẹ nhớ đăng ký kênh để xem các video tiếp theo.